và bên ngậm ống hút vô để thở. What? Gì bà này, điên hả? Không hút hả? Một clip với bà Mon đó là dành cả ngày hôm nay cho Mon luôn à, dẫn Mon đi chơi nè, hay là nói chung là làm gì cũng được chưa á. Yeah. Đầu tiên mọi người là phải đi kiếm bà Mon thôi đó, sáng giờ không thấy đâu hả? Mon ơi. What? Dạ, hôm nay Mon bự dữ vậy? À quên, đây là Na chứ phải Mon. Mon màu trắng. Anh đó, dí Mon của em. Anh đang làm gì vậy? Anh đang tập cho con Mon nó chạy xe. Thì nó còn nhỏ mình phải tập nó từ từ. Nó sợ kìa, nó gung xíu nữa nó tè bậy là anh hốt nha. Món đồ Mon của em trả đây. Món của anh mà. Thì biết sao, tại hôm nay á em tính mượn Mon để 24 giờ cùng Mon đó mà. Vậy thôi em đi nha. Ê, Mon của tôi mà, đứng lại. Con Mon là của tôi. Mẹ nghe, bọn lên đây nha. Ở đi lẹ thôi, không mà quy này bất nguy hiểm lắm. Yeah, yeah, đi thôi. Anh hay quá ha, dám bỏ em một mình dẫn Mon đi chơi hả? Chứ sao, Mon của tôi mà, nó ở đâu là tôi phải ở đó chứ. Ủa, Mon cũng là của em mà. Yeah. Ê mà giờ mình đi đâu ta, không biết dẫn Mon đi đâu giờ. Ê, hay mình ra công viên chơi đi. Ở ngoài đó hả, nó có đồ chơi á, dành cho trẻ em. Mon nó còn nhỏ mà, cho nó chơi. Ý, hay á nha. Ok, bây giờ Vi và Lích sẽ lết ra ngoài công viên cho mọi người. Ủa, khoan, sao không đi mà cứ lết hoài vậy? Nè, tại câu hiện tại của em. À, thì hiện tại Vi và Lích đã tới công viên cho mọi người. Bây giờ mình sẽ kiếm cái chỗ ngồi để cho Mon ngồi chơi. Anh, kiếm chỗ ngồi đi anh. Đây, có chỗ này ngồi bảo đảm, tươi mát luôn. Chỗ này bảo đảm em là thích thở không khí thiên nhiên. Rất là đã luôn. À, đây này ngồi đây nè, đã, rất là mát luôn. Mon thấy sao, cái chỗ này không khí trong lành đã hơn. Cười nhỉ. Nhìn kìa. Giờ được cho ra ngoài tự nhiên giảm cái lòng. Ê, bây giờ anh quay clip Mon đi. Quay clip Mon đi. Quay Mon ăn cỏ. Trời ơi chị đâu, nó bò sữa mà, nó đang ăn cỏ nè. Đó, con bò sữa đang ăn cỏ. Ê, hay là Mon. Chào xạo quá. Nè, bà cạnh đây kìa. Trời, ok, quá trời đẹp luôn nè, Bi coi nè. Sao? Ôi, dễ thương quá vậy. Ước gì cái video này mà làm hình nền được chắc có đẹp lắm ha. Trời ơi, video làm hình nền hả? Dễ, sớm nói em sớm, em biết cách nè. Khổ vậy ta, hồi nào giờ chỉ có hình ảnh mới làm hình nền được thôi. Bây giờ video cũng làm hình nền được luôn hả? Được, sớm được mọi người. Đây, bây giờ hôm nay Vi sẽ tiếp tục bật mí cho anh Đức và mọi người một cái app rất là xịn xò cho nha. App gì? À, bước đầu tiên là anh phải vô CH Play nè. Anh tải một cái app, anh tìm kiếm nè, tìm kiếm cái app là Not Lucky Wallpaper. Thấy chưa, đủ màu sắc luôn, cài đặt liền. App này app 2020 luôn. Đúng rồi, app này là app mới nè. Mà hơn là app mới nha, mà tới hơn 1 triệu lượt tải xuống luôn, thấy ghê chưa. Ôi, là rất là hot luôn đó mọi người. Đây, bây giờ Vi sẽ ra đây xem app được tải chưa nha. Nè, app tải xong rồi nha, bây giờ em tấn vô mở nè, đó. Ui, tiếp luôn bà nội ơi, trải nghiệm ngay liền. Đặc biệt nha, cái app này có tới 600.000 hình nền động luôn. Ủa, cái kho gì mà khủng lồ vậy? Chỉ mới ghê. Đây, bây giờ em sẽ thử cho anh coi. Vô hình nền động là đây, cô bé này rất là dễ thương giống em. Tải cho cái đợt hình nền nè. Vi sẽ đặt hình nền nha, chỗ đặt hình nền trên đây đó, là màn hình chính luôn. Ok, đó, bây giờ Vi sẽ thấy cái màn hình chính cho mọi người xem cái hình nó nè. Wow, đẹp quá vậy. Ôi, cô gái xinh xẻo, màu tóc xanh dương. Mà em biết một cái thông tin này rất là đặc biệt luôn. Sao? Đó là nếu mà mỗi ngày anh vào app á thì nó sẽ tặng cho anh một cái hình nền VIP miễn phí. VIP luôn? VIP luôn. Mà cái này anh có thể lấy clip từ TikTok về để cài làm hình nền luôn nha. Vậy
luôn sao? Này bây giờ em sẽ vô TikTok nè. Ủa sao tự nhiên đi TikTok của mẹ vậy? Điện thoại của tôi nè. Trời ơi, nội nói chuyện dễ quá nè. Đây, đây là cái clip video xúc tiết. Đúng rồi, xúc tiết. Đó. Bây giờ mình sẽ cài clip này. À. Mọi người vô chữ khác nè. Đó, xong cái mọi người sẽ thấy cái app nóc lúc kia qua paper đấy nè, mình ấn vô. Yeah. Đây, bây giờ nó đang tải xuống. Ừ, mình đợi mình tải thôi. À, đã xong. Bây giờ thoát ra nè. Trời ơi, bây giờ điện thoại của chị Vi, có clip của chị Vi chuyển động luôn nè, hay quá vậy. Chưa thấy, lâu lâu thấy Vi xúc cát liền. Ôi lộn, xúc tuyết. Ủa Vi, vậy anh xài điện thoại iPhone thì sao? Ờ, hiện tại thì cái ứng dụng này trên iOS á, tính năng chưa có đầy đủ, nên các nhà phát hành đang hoàn thiện dần, anh cứ đợi nha. Yeah. Ờ, em thì em tải trên CH Play thôi. Và nếu mọi người thích cái app này thì nhớ tải app về và đánh giá 5 sao nha. Đây, bây giờ Vi sẽ đánh giá 5 sao luôn. Đánh giá nè. Đó, vô đây. Hay thiệt. Thích lắm nha, ok. Ê, nhớ lần sau để clip TikTok của tôi nha. Ờ, clip TikTok cho anh, để điện thoại anh đi, để điện thoại em chi. Ok, vậy nếu mọi người thích app này thì Vi có kèm cái link tải dưới phần mô tả, mọi người nhớ tải cùng Vi nha. À, bây giờ phải cho bà Mon đi chơi chỗ khác thôi. Hòa mình với thiên nhiên đủ rồi, bà nội Mon đâu rồi? Bây giờ cho nó đi tập thể dục đi. Anh bắt nó lại đi. Bắt được con Mon là Vi. Bắt gì bắt trời, bà Mon nói đi mà bà nội. Ủa? À, nó giày của em sao đây? Trời. Gì đó? Mon ơi đi chơi. Vi, Mon phá ra đây là Mon vui quá kìa. Không có đâu. Vậy đó. Giật cái ghê không? À thì Vi bạn Đức mới vừa tới cái bãi cát, mọi người bây giờ sẽ cho bà Mon vô đây chơi nha. Cỡ vậy ra. Trời ơi, bây giờ phải cởi đôi giày ra, mệt quá mày bà ơi. Rồi, vô. Yeah. Trời ơi, gì bê đê vậy bà nội? Cho Mon cưỡi xe tăng đi. Để chơi sao vậy? À, bây giờ thả Mon ra cho Mon dọc cát nha. Trời ơi, nãy giờ dọc cát. Mặt chó, để giờ chơi cỡ, giờ chơi chứ. Ủa, mà nó mặt chó đúng rồi bà. Đây, mày không có nghe nha, mọi người. Trời ơi, bà cát lạ nha. Sợ luôn, có cảm giác mạnh liền. Ôi, hú hồn chi miếng chưa. Đó, cái này phải giữ thăng bằng nha con. Cung lắm nha. Làm gì Mon của em vậy? Bây giờ anh sẽ cho nó chơi cái môn thể thao này cảm giác mạnh hơn. Đó chính là tuột cầu tuột. Trời ơi, nghiệp chưa. Gừng phải rãi mặt hở quá ta, trời ơi. Bây giờ tới anh tuột á. Tuột hả? À. Bây giờ cho Mon thử lại lần thứ hai tuột cầu tuột nha. Nè. Mệt chưa con? Trời ơi, nó lè lưỡi nó mệt rồi kìa Vi. Bây giờ cho Mon ăn nha. À, Vi có gì không cho nó ăn đi. Vi có xúc xích đem theo cho Mon nha mọi người. À, thôi mình đi ra ngoài kia ngồi ăn đi, ở đây cát dơ lắm. À, thì hồi nãy Vi trước khi đi Vi có chuẩn bị cho Mon một cái chén để uống nước cho mọi người với lại một bịch xúc xích luôn. Yeah. Đây bây giờ cho Mon ăn xúc xích chưa? Xúc xích dinh dưỡng heo heo. Sao cho nó ăn bò mà cho nó ăn heo heo vậy Vi? Tại nó như con heo. Cực kỳ thuyết phục. Thì bây giờ Vi sẽ bỏ một miếng xúc xích cho Mon nha. Đó, chị Vi tách ra cho nó ăn nè. Mon ơi. Ăn liền à, thấy xúc xích là ăn rồi. Quy kỳ kỳ xúc xích lắm luôn á. Mon là cực đam mê xúc xích. Yeah. Đó, giờ. Đó, ăn dữ dàng chi miếng liền luôn. Đó, đây coi nè. Ngon quá à. Ăn luôn cái chân của chị Vê luôn đi. Không. Đây, ba cục luôn anh ơi. Trời ơi, sao để cục bự con nhỏ ăn dữ vậy? Nó ham ăn lắm, anh yên tâm đi, nó ăn hết cho anh coi, thấy chưa? Thấy ghê không? Thấy chưa? Thôi, không cho ăn nữa. Ăn nhiều quá lát nó làm biếng nó đi ngủ sao? Nó không có ngủ đâu, cho nó ăn hết cái xúc xích đi. Rồi mình sẽ dẫn Mon đi chơi tiếp. Thôi anh, hay là bây giờ mình dẫn Mon đi mua áo mặc. Ok, bây giờ cho Mon ăn chưa xong thì mình sẽ dẫn Mon đi kiếm mua đồ, mua sắm cho Mon. Yeah. A few moments later. Trời tí cũng chén nữa, bà này bất ghiền lắm rồi nè. Ôi, đây là cái tiệm bán đồ chơi nè, đồ ăn cho chó đó mọi người, rất là dễ thương luôn. Trời, có cục xương chó nữa nè. Ờ, cái này để cho Mon gặm á. Nè, nó dẻo dẻo vậy nè. Để cho Mon gặm không có bị ngứa răng. Ủa, còn cái này?
cái bông tai cho ngon hả? Hiền cục đi đi gặm không ngứa răng luôn má ơi. Cái mày vui nè, lấy về cho nó chơi được. Ê, mình lựa một cục cho nó đi, dễ thương quá mà. Nè lấy cục này đi. Cục này kẹo hả? Thôi lấy những màu sao hả? Màu xanh dương. Xanh dương hả? Ừ. Nè, nè, có con ngựa nè, à có mèo. Để cục xanh gai. Ờ, cục này đẹp nè. Màu xanh dương cho mon. Vy ơi, mình kiếm đồ cho nó cái đồng cổ luôn đi. Đúng rồi. Nè, để này vô giống như là công chúa Hàm Hương nó lắc muối. Nè, cái vòng cổ này là đeo cho bé nhỏ được không ạ? Dạ được. À, màu xanh dương. Giống như đẹp quá vậy. Ờ, lấy cả luôn đi. Không chưa, về đi. Chưa, phải mua áo cho mon nữa. Sao chó mày đầy đủ phụ kiện quá vậy? Mua gì? Sao mua cho nó cái nhà luôn đi. Hay mua chiếc thuyền cho nó chiều nó rảnh nó ra sông nó bơi. Cái này mắc cười quá à. À, cái này mua về cho con Na được nè. Ờ, nhưng mà bự quá sao mon mặc vừa. Quá trời quần áo luôn, đẹp ghê ha. Mon là con bày, trai bày, mà bày. Cái này mon con trai. Rồi, ở đây tôi thấy có nhiều đồ ăn dành cho chó lắm nha. Ủa, mà sao đồ ăn của nó nhìn giống như bánh kẹo vậy? Rồi mình có ăn được không? Ăn được không? Ủa lão hả? Mít, mít là thịt nè. Ồ. Ờ, còn cái này là melon là trái táo. Dưa hấu má ơi. Dưa hấu. Đó, chị Vy đang lựa cái chén cho mon nha. Quá trời chén luôn nè. Trời ơi, chó mà có cái chén ăn như cái thao à. Cái này nó bự, chà bá không khổng lồ luôn mọi người. Mua cái này về làm cái hồ bơi cho mon vô bơi luôn thì được. Cái này được nè, màu xanh dương luôn. Một bên là mình sẽ đựng nước, một bên mình sẽ đựng thức ăn cho mon. Yeah. Hợp lý, hợp lý. Vy ơi, coi bên đây có cái này làm nè Vy. Mấy cái khung treo, mấy cái đổ cho con mèo nó bay lên đó. Ờ, mèo thì được, chứ chó cỡ mon leo lên té lòi. Đây có cái gói, cái giường hình dưa hấu dễ thương quá ha. Ok, Vy quyết định sẽ mua 4 món này cho mon nha. Nè, bây giờ mình sẽ đi tính tiền rồi mình dẫn mon đi chơi tiếp mọi người. 1 hour later. Ây, có cái thao cho mon. À, bây giờ mon chui vô thao mon ngồi. Dạ, mon ngậm ống hút vô để thở. What? Gì bà này, điên hả? Không hút hả? What? Kéo bánh mon của tôi hả? Trước khi cho mon tắm mình phải gỡ vòng cổ ra. Không thôi vòng cổ bị ướt xíu đeo vô kỳ lắm bà nội ơi. Đây, vòng cổ đây này nha. À, rồi bây giờ Vy cầm ống nước đi. Chuẩn bị xả thôi. Xả mon. Ngáp nữa, trời ơi, giờ này mà ngáp bà ơi. Xung quanh toàn là nước ê. Đó. Sợ rồi, sợ rồi, sợ rồi. Lạnh á. Đây, Vy đã chuẩn bị một chai xà bông cho mon đây. Cái xà bông này là xà bông hương, hương hoa luôn nha mọi người. Cho mon mấy cái bành lên nè. À, có mấy cái bành nè, vô tắm đi con. Chúng nào luôn. Sao con này hôm nay giúp được đi công viên nước vậy ta? Đã chưa? Đó, bây giờ tắm lên lông nè. Sáng giờ hả, đi công viên á mọi người, giờ hầy người hà. Lớp cát rồi lớp cỏ, ăn cỏ tùm lum hết trơn á. Giờ phải tắm nha. Đúng rồi, chắc người nó cũng cát nhiều á, giờ mình tắm nó sạch lại đi. Yeah. Với lại 2-3 bữa nay chưa có tắm rồi, bây phải tắm cho thơm tho, sáng giờ thức mắt à. Ủa, mình phải rửa mặt cho nó luôn chứ. Rửa mặt hả? Rửa hơi hơi thôi. Trời ơi, tôi không có kêu uống nước nha bà nội. Ý, xà bông nè, xà bông nè. Trời thơm quá ta. Mon thơm tho, ngon ngon. Trời ơi, sướng ghê. Thôi bà, là tôi giúp đi. Ê, ủa, Vy đang làm gì vậy? Lấy chai bành massage cho mon à. Sướng vậy. Đây, đi vô bô đi. Bây giờ Vy sẽ dẫn mon lên lầu sấy tóc. Giống xì ba quá. Three hours later. Bây giờ trời tối ở ngoài rồi mọi người đó, thấy chưa? Bây giờ bà Mon buồn ngủ đó rồi nè. Chứ nữa, nguyên ngày hôm nay dắt nhỏ đi dập đi công viên, đi tập thể dục, đi mua đồ, rồi hồi chiều còn đè nhỏ ra tắm, bây giờ nhỏ muốn bệnh luôn. Bệnh sao? Người ta tắm cho sạch sẽ khi bén mà. Ủa, ăn nữa hả? Ừ. Trời ơi, sao con xuống ăn hoài vậy trời? Sáng giờ nhỏ mới ăn có một miếng cơm với xúc xích nè. Vậy cho mình ăn xúc xích nữa nha. Nữa ăn nữa? Cái bà này mà bà xúc xích là bà há mỏ ra bà ăn rồi. Vẫn ăn nha bé, ờ vẫn ăn. Ngó nữa khoái. Nè, ăn miếng đi
xíu nữa bây giờ bây giờ sẽ dẫn mon đi qua đây coi phim. Ê trời ơi, cái gì mà đè cái con trụ bây giờ mình hỏi thả ra. Trời ơi. Này mà để con chuột được thì hay lắm nha. Đó, vậy nè. Đây, bây giờ em sẽ mở một cái phim này rất là đỉnh cao cho mon xem, chắc chắn là mon thích liền. Phim gì mà bí mật quá vậy ta? Đấy, phim này chỉ có trên mạng có thôi nha mọi người. YouTuber. Hành trình đón thành viên mới nha. Ai quen vậy ta? Hả? Mon ơi, Mon nè, ai quen vậy con? Thấy rồi, phải. Đây, mọi người đã quay trở lại với mình. Đây, coi có phải đóng mòn nè Mon. Mẹ nè. Vậy hay ai vậy? Nhìn. Mà thích con bự nè. Anh nuôi đây. Còn con này nữa nè. Ủa, con này là anh em với Mon nè. Đúng rồi, đó là bé mặt. Bé bông. Con Con này có một mắt đen, mắt trắng rồi. Còn Mon là hai mắt đen đen á. Mon thích thuê quá, đen hồi lùi hai mắt mọi người. Kìa Mon. Con này chồng quay như nó. Nhìn. Coi. Ủa ai hồi nhỏ vậy ta? Nhìn. Ôi, vậy thì hồi sáng giờ Vi đã dắt Mon đi công viên nè mọi người. Xong rồi mình đi mua sắm, xong rồi chiều về mình tắm Mon, bây giờ cho Mon coi phim nữa đó. Bởi vậy á, bây giờ Vi sẽ cho Mon coi phim tí xíu nữa, xong rồi Mon sẽ đi ngủ nha mọi người. Tại vì sáng giờ Mon mệt lắm rồi. Nên Vi cũng xin kết thúc clip tại đây. Và nếu mọi người thích clip này, nhớ cho VV một like và một subscribe. Nhớ nhấn cái chuông ở phía dưới nữa nha, để nhận thông báo mỗi khi Vi ra clip nè. Còn bây giờ thì